Dưới đây là 50 câu nói hay về chiến thuật kinh doanh của người Do Thái. Khôn ngoan hơn là mạnh mẽ. Hãy để trí tuệ hướng dẫn đường đi của bạn. Thành công bắt nguồn từ sự chuẩn bị cẩn thận. Nghị lực là chìa khóa cho mọi cánh cửa khó khăn. Dự đoán và xử lý rủi ro trước khi chúng xảy ra. Sự cải tiến không có điểm dừng. Sáng tạo giúp chúng ta vượt qua sự thay đổi. Tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng. Cẩn thận trong từng bước đi, nhưng dũng cảm trong việc bắt đầu. Kiên nhẫn là bí quyết của mọi chiến lược thành công. Tập trung vào mục tiêu lớn và hướng đến những thành tựu nhỏ. Học từ sai lầm và không tái lặp chúng. Sức mạnh của mối quan hệ xã hội không thể đo lường. Cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể đi xa hơn. Tôn trọng và lòng tin là nền tảng của sự hợp tác. Thành công không phải là con đường, mà là một hành trình. Đầu tư vào kiến thức là đầu tư vào tương lai. Đổi mới để tồn tại, sáng tạo để phát triển. Sự cạnh tranh giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Các ý tưởng sẽ không có giá trị nếu không thực hiện chúng. Lắng nghe và học từ người khác. Đam mê là động lực thúc đẩy sự thành công. Sự tử tế và lễ phép tạo nên sự khác biệt. Dũng cảm đối diện khó khăn và thử thách. Tập trung vào điều kiện đang thay đổi để thích nghi. Cẩn thận trong việc đánh giá rủi ro và cơ hội. Tôn trọng môi trường và cộng đồng. Hãy tự tin và không ngừng phát triển bản thân. Lập kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện chúng một cách quyết đoán. Không có điều gì là không thể, chỉ có cách chưa tìm ra. Tự tin là sức mạnh, nhưng khiêm tốn là đức tính. Tôn trọng cạnh tranh, nhưng đừng quên giữ vững chỗ đứng của mình. Học từ quá khứ, nhưng sống trong hiện tại và tập trung vào tương lai. Hãy dám mơ ước lớn và bước đi đến những mục tiêu vĩ đại. Đối mặt với thử thách là cơ hội để trưởng thành. Kỷ luật và tổ chức giúp bạn kiểm soát số đông. Xây dựng mạng lưới kinh doanh mạnh mẽ và đáng tin cậy. Luôn tìm kiếm cơ hội và không ngừng mở rộng định mức thành công. Tận dụng sức mạnh của số đông và đoàn kết. Kinh doanh không chỉ về lợi nhuận mà còn về ý nghĩa và giá trị. Luôn xác định mục tiêu rõ ràng và hướng đến chúng một cách quyết tâm. Thành công không đến với người hay phàn nàn. Tận hưởng quá trình học hỏi và trưởng thành. Đánh giá mức độ cạnh tranh và tìm cách tạo ra sự khác biệt. Hãy tự tin thể hiện ý kiến và nhìn nhận sai lầm. Đối xử công bằng và đồng lòng làm việc với đồng nghiệp. Dám nghĩ lớn và hành động mạnh mẽ. Sự chân thật và thành thật giữ cho mối quan hệ bền vững. Kinh doanh là cuộc chiến chiến lược không bao giờ kết thúc. Tâm huyết và đam mê là lửa cháy của thành công. Những câu nói này thể hiện sự sáng suốt, kiên nhẫn và sự kiên trì trong kinh doanh của người Do Thái và có thể là nguồn cảm hứng và hướng dẫn cho những người kinh doanh khác trên con đường đạt được thành công.